360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Innova. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký năm 2020 và lăn bánh được hơn 1 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là thứ nhất là không bị đâm đụng, không bị ngập nước và cái điều quan trọng nữa là không chạy dịch vụ ạ. Phần lớn ở những chiếc xe Toyota Innova và lại số sàn này thì đến 99% là những chiếc xe chạy dịch vụ ạ. Nhưng chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn không chạy dịch vụ ạ. Đấy. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp. Và đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần đầu của xe, phần ba lề sốc trước của xe đây ạ. Cặp đèn nó rất là mới vì chiếc xe này mới lăn bánh được có mấy tháng thôi ạ. Vì đăng ký năm 2020, tuy là sản xuất năm 2019 nhưng mà đăng ký là năm 2020 đấy ạ. Và tất cả nó còn rất là nguyên bản đấy ạ. Và chưa có xước sát gì cả luôn. Đó, chúng tôi mua về là như thế nào là tôi quay cho quý vị và bạn. Hôm trước là tôi cũng đã quay lên cho quý vị và bạn rồi. Nhưng mà hôm đó là chưa có dọn dẹp gì cả. Hôm nay thì tôi cũng lau dọn đi rồi. Cho nên là tôi đem vào đây tôi làm lại cái video này để cho quý vị và các bạn xem để thấy được là nó rất là đẹp, rất là mới ạ. Không khác gì một chiếc xe mới luôn đấy ạ. Đây là cái cụm đèn pha của xe đây. Quý vị và các bạn thấy là nó rất là mới này. Không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Và chiếc xe này thì bây giờ quý vị và các bạn mà đang có ý định mua chiếc xe mới thì là mua chiếc xe siêu lướt này thì lại tiết kiệm được một khoản rất là khá đấy ạ. Đấy, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương. Và đây thưa với quý vị các bạn là chiếc xe này thì nó cũng xước rất là nhỏ thôi ạ. Đấy, xước rất là nhỏ nhẹ. Tôi cũng để nguyên cho nó nguyên bản của xe đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Đây là cái phần ba đời sốc sau của xe. Thì quý vị các bạn xem cái cụm đèn sau này. Cụm đèn sau nó cũng còn rất là đẹp đây. Không khác gì là xe mới luôn. Phiên bản 2.0e quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã có sẵn là cảm biến lùi rồi đây ạ. Đây có cảm biến lùi rồi. Và chủ xe đã lắp thêm màn hình Android, camera lùi đủ hết luôn ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Toyota Innova sở hữu động cơ 2.0 và cái mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ hấp dẫn, cho nên rất là nhiều người sử dụng những chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây ạ. Cho 9,7 lít cho 100 km kết hợp và 12,5 lít trong khi đô thị. Còn nếu chạy ngoài đô thị chỉ có 8,1 lít thôi. Đấy, rất là tiết kiệm, cho nên là rất nhiều người dùng chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. Nhưng chiếc xe này là chúng tôi cam kết không chạy dịch vụ ạ. Đấy, và cái phần bên này thì nó còn không có vết xước nào cơ ạ. Cái phía bên lái này là không có một vết xước nào ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và cái dàn lốp còn nguyên bản đây quý vị các bạn nhé. Dàn lốp còn nguyên bản đấy ạ. Đết lốp là 2019. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và cái đết lốp đây ạ. Đết lốp 2019 luôn đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019. Toàn bộ cái dàn lốp này là còn nguyên bản là từ 2019 đấy này và còn rất là dày. Vì chiếc xe mới lăn bánh từ năm 2020. Và cái lốp sơ cua đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ đấy ạ. Đấy, cái lốp sơ cua còn chưa hạ cơ ạ, chưa dùng cơ ạ. Đấy. Đây là cái phần lốp sơ cua quý vị các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ. Rất là đẹp luôn. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới cả. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe này nhé. Xem nó có đúng như một chiếc xe mới không ạ. Vì chiếc xe này gọi là siêu lướt ạ, mới lăn bánh được hơn 1 vạn km và bắt đầu lăn bánh từ tháng 3 năm 2020. Đấy, chưa được 1 năm, tính ra năm là chưa được 1 năm và không chạy dịch vụ. Chứ nếu như 1 năm mà những chiếc xe chạy dịch vụ có thể lên đến gần chục vạn luôn đấy ạ. À, đây là cái phần táp bi cửa. Đầu tiên là tôi cũng giới thiệu qua cho quý vị và các bạn xem. Chiếc xe này thì tôi giới thiệu qua cho quý vị và các bạn thôi nhé, vì là nó không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy, đây là keo chỉ.
Keo chỉ còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Táp bi cửa này, táp bi cửa cũng còn rất là đẹp này. Xe cũng đã được trang bị nội thất da rồi, nội thất da nguyên bản của xe. Và chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, túi khí ngày xưa thì Toyota cũng trang bị cho chiếc Innova này là chỉ có 2 túi khí thôi, nhưng đến bây giờ phiên bản 2019-20 này thì trang bị đến 9 túi khí các bạn. Đây, bắt đầu từ một túi khí này, 2 túi khí này, và túi khí đầu gối này là cái thứ 3 này, cái thứ 4 này, cái thứ 5 này, và hai bên ghế này, hai bên ghế là 6, 7 đấy, bên này là 6 này và bên phụ kia là 7 này, 7 này và đây là 8 này, 8 túi khí này, và đây nữa là chiếc túi khí này nữa là 9 này. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa, ngày xưa là Innova là chỉ có 2 túi khí thôi, hoặc một túi khí cho bên lái thôi, bây giờ đã được trang bị đến 9 túi khí rồi đấy ạ. Đấy, và option thì rất là đẹp. Đây, đây là cái phần cảm biến lùi đấy ạ, cảm biến lùi này, nâng chỉnh đèn pha này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, option bây giờ là cũng tương đối là nhiều rồi. Và đây thưa với quý vị và các bạn, đây là cái cánh cửa phía sau bên lái ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Không những nó còn nguyên bản và nó lại còn táp bi này, còn rất là mới đấy ạ. Đấy, ốc bản lề các thứ là còn nguyên hết ạ. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản hết. Và cửa gió thì dẫn 3 hàng cửa gió điều hòa nhé. Hàng cửa gió điều hòa này ở giữa này, đằng sau này cũng có luôn ạ. Và đây là cái phần tôi bật cho quý vị bạn xem về cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ của xe này, đang mở cửa là không xem được cái đồng hồ công tơ mét. Nhưng đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này lăn bánh được có hơn 1 vạn km thôi, 1,2 vạn quý vị các bạn ạ. Và chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android đây này, đây là cái đầu màn hình Android tích hợp camera lùi. Đấy, đang không có internet đấy chứ, nếu có internet chúng ta có thể xem được rất nhiều các tính năng. Đây là cái màn hình Android. Đây không có mạng quý vị các bạn ạ, đây không có mạng này, nếu có mạng chúng ta xem được rất nhiều cả. Rất nhiều các tính năng giải trí từ bản đồ này, Bluetooth này, các trình duyệt này. Đấy. Đấy. Rất là nhiều các tính năng sử dụng giải trí. Táp lô, táp bi thì rất là mới rồi. Và đây là cái cửa cốp sau quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cốp sau đã này. Ốc cốp sau nguyên bản này. Đấy, ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ nguyên bản này và nội thất đằng sau này thì rất là mới luôn. Nếu như những chiếc xe mà đã tham gia chạy dịch vụ thì nó còn không được đẹp, không được mới như này đâu quý vị các bạn ạ. Đấy, phần nhựa này chưa có xước sát thế nào cơ. Đấy, và xe cũng đã được trang bị cả hai hàng điều hòa cho hai hàng ghế ngồi phía sau cùng này. Rất là mới, rất đẹp. Cái hàng ghế sau này còn chưa dùng đến cơ ạ. Đấy, phần nhựa rất là mới này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Đấy, táp bi cửa phía sau. Đầu tiên chúng ta cũng phải xem qua về cái phần keo chỉ đã này. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi này, rất là mới này. Ốc bản lề này, còn nguyên bản hết ạ. Và cái nội thất ở đằng sau này cũng mới tinh luôn quý vị và các bạn ạ. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì cái ghế nó không còn được mới đẹp như thế này nữa đâu nhá. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi cam kết là không dịch vụ. Đấy, không chạy dịch vụ cho nên là toàn bộ ghế này đến trần này nó mới được mới đẹp như thế này. Thì nếu như chạy dịch vụ là nó rất là bẩn. Tên tư nhân đấy quý vị và các bạn ạ, đăng ký tháng 3 năm 2020. Rất là đẹp. Và đây là cái táp bi cửa trước bên lái này. Đầu tiên là tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về phần keo chỉ này.
tất cả là keo chỉ còn nguyên bản hết này, tháp bi thì rất là đẹp này, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đây ạ. Ốc bản lề nguyên bản hết ạ. Nội thất rất là đẹp luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, sản xuất cuối năm 2019. Đấy, sản xuất năm 2019 và đăng ký năm 2020 quý vị và các bạn ạ. Phiên bản 2.0e. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo đã, để xem chiếc xe có bị đâm đụng hay va chạm gì không ạ. Đây là cái phần ốc cabo quý vị các bạn này, chưa có một vết tháo nhé, ốc còn nguyên bản hết đấy ạ. Và keo chỉ đây ạ, keo chỉ cũng nguyên bản luôn, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, keo chỉ nguyên bản, ốc cabo nguyên bản luôn đấy ạ. Đến ốc tai. Đấy, toàn bộ những cái ốc từ ốc chân cabo này, ốc tai này, ốc xương đầu này. Đấy, còn nguyên bản hết ạ. Đấy, còn nguyên bản hết. Và xem về những chiếc xe Innova hoặc Fortuner thì đơn giản lắm, thiết kế rất đơn giản. Cái phần đầu quý vị các bạn xem này, nó rất rõ luôn. Nếu như mà những người nào mà chưa quen về xem xe lắm, tức là không phải là thợ ấy, thì chúng ta nhìn qua thì chúng ta cũng biết được nó còn nguyên bản hay không đấy ạ. Vì cái đầu nó rất là thoáng này. Nếu như đâm đụng hay va chạm gì mà có thay hay là có sửa thì chúng ta đều biết luôn đấy ạ. Đấy, chiếc xe là chúng tôi cam kết, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản. Và cái động cơ này còn nguyên bản hết đấy quý vị các bạn này. Xe cũng đã được trang bị động cơ đua VVTi 2.0 lít đấy ạ. Đấy, và cái động cơ này là chúng tôi không dọn đâu nhé, để nguyên bản hết đấy ạ. Chứ nếu như dọn đi thì nó lại thành ra như một chiếc xe mới luôn đấy ạ. Nên sau gần một năm sử dụng thì chiếc xe này nó bẩn như thế này đây quý vị bạn ạ. Và tôi để nguyên, chưa dọn mà nó như thế này thì gọi là rất là sạch rồi đấy quý vị bạn ạ. Nó bẩn là so với những chiếc xe chưa dọn thôi ạ. Tôi quay sát cho quý vị bạn xem này. Nếu như dọn đi là nó mới lắm đấy ạ. Dọn đi thì nó không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Tất cả còn rất là mới này, rất là đẹp luôn này. Các chi tiết còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Từ đến cái ắc quy này còn chưa tháo ra cơ này. Cái ốc ắc quy quý vị các bạn xem này, vẫn còn nguyên cái vết chấm sơn này. Đến cái ắc quy này chưa tháo ra tí nào luôn. Đấy, quý vị bạn thấy nó mới không? Rất là mới luôn đấy ạ. Toàn bộ về những cái ốc mặt máy này nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm vì nó còn bảo hành tại hãng cơ ạ, cho nên là yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2020 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Số điện thoại tôi đã để ở dưới phía dưới góc bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Và quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin quý vị và các bạn hãy like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 670 triệu ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ làm trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn vẫn có thể vay được đến 70% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi trong vòng 6 năm cơ ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.